Hôm nay mình đang ở bệnh viện, ở ngay cái chỗ phòng chụp MRI á. Cứ đến qua thời điểm cuối năm á, là mình rất là bận rộn, bởi vì phải kiểm tra sức khỏe từ trong ra ngoài, từ trên đỉnh đầu xuống tới cái gót chân. Nói chơi thôi chứ từ trên đỉnh đầu xuống tới hết bộ đồ lòng. Phải đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên mỗi năm á, thì rất là cần thiết. Tại vì để khi mà bệnh nó phát ra tới ngoài rồi á, thì cái xác suất chữa trị thành công á, nó không có cao lắm. Bởi vì mỗi năm mọi người cũng phải nhớ đi kiểm tra sức khỏe nha. Đây là cái phòng chụp MRI ở trong bệnh viện á. Mình đang ở cái bệnh viện, cũng là bệnh viện đại học, bệnh viện rất là lớn á, cũng lớn nhất nhì trong cái quận này nè. Ở đây á, là có, bởi vì là bệnh viện đại học á, nên là có rất là nhiều máy móc tiên tiến, như lại bác sĩ y tá đôi này nọ cũng rất là đông mà giỏi nữa. Còn khoảng 30 phút nữa là mình vô mình chụp MRI. Mình ngồi chờ nãy giờ cũng phải hơn 30 phút rồi. Mình đến sớm á, buổi chiều mình còn phải đi làm nữa. Sáng á, mình có xét nghiệm máu á, họ rút của mình hết 3 ống máu. Mà buổi sáng này không có được ăn sáng nhiều, tại vì chụp MRI á, không có được ăn sáng nhiều, không được ăn sáng á, nên là mình chỉ ăn nhẹ thôi. Rồi mình phải mang theo bịch vitamin này nè, để chút nữa chụp MRI xong á, mình uống cái này xong rồi mình mới đi về. Mình là phải lái xe đi về đó, mình sợ mình đi dọc đường nó quay vòng vòng cái đầu nó thì khổ. Hôm nay chỉ là mới là lần thứ hai mình đi kiểm tra thôi, tại vì mình phải đi kiểm tra tổng cộng là 4 lần, với một lần cuối cùng gặp bác sĩ để nghe kết quả nữa. Nên là tuần trước mình đã đi một lần rồi, rồi hôm nay, rồi tuần sau, rồi tuần sau nữa. Đây là mỗi tuần đều phải đi để kiểm tra hết toàn bộ cơ thể của mình luôn, giống như mình nói lúc nãy, là từ trong ra ngoài, từ trên đỉnh đầu xuống tới hết bộ đồ lòng đó. Nên là nguyên cái tháng 12 này mình bận rộn lắm luôn á, vừa bận rộn vừa hồi hộp, tại vì hồi hộp cái kết quả đó. Đang chạy nửa đường thì trời mưa tầm tã, nên là mình cũng may là mình có mang theo áo mưa. Giờ mình chạy về, mình ghé siêu thị mình mua mua gan heo về mình ăn, tại vì hôm nay mình bị lấy 3 ống máu đó. Rồi tuần trước mình cũng bị cũng phải lấy máu kê lên để mà kiểm tra đó, nên là mình phải bồi bổ máu vô. Đi mua gan heo về ăn, cột cơ sang, ăn gan heo trong nước á. Thôi mua cái ít thôi, mua ha, ăn 2 lần. Hôm nay sáng sáng ăn sáng, ăn lát nữa ăn trưa nè. Mình về mình ăn xong rồi mình đi 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 làm buổi chiều. Bây giờ là 11 giờ, ăn xong rồi là khoảng 12 giờ hơn á, là mình phải đi làm rồi. Mua 2 dĩa này đi. Ngày mai á, là con trai của mình bắt đầu thi học kỳ 2 á, nên là mình mua thêm nước uống cho để pha buổi tối á, như ông học bài ông uống á. Mua bình sữa tươi, với lại này là trà xanh, còn này Milo nè. Milo này thì ở Việt Nam mình biết rồi, bị ướt nước mưa nên đầu tóc bù xù hết trơn rồi. Đang chạy giữa đường vậy, cái trời mưa, mình đi xe máy cho nên nó hả, may là mình có mang theo áo mưa, cái mình tấp vô mình mặc áo mưa, chứ không thì thôi mình ướt như con chuột lột rồi. Con chuột lột là sao mình cũng không biết nữa, nhưng mà mọi người nói là ướt như con chuột lột.
Mình mua đồ xong rồi, bây giờ mình về mình chuẩn bị cơm mình ăn xong rồi mình đi làm buổi chiều. Ở trong cái chợ này á, một cái bịch ni lông mà để đựng đồ á, họ bán tới 6 yên lận. Nên là mình tiết kiệm 6 yên rồi mình họ để mấy cái thùng giấy như gì nè để mình để đồ vô, để mình không có phải tốn 6 yên mà bảo vệ môi trường nữa. Bây giờ mình đi về đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi cái video clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt mọi người.